Sau hơn 24 giờ nỗ lực tích cực điều tra, đêm ngày 22 tháng 8, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại công viên Nguyễn Văn Cử, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Ngay sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1983 ở phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh, về việc anh để lạc mất con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh năm 2018 tại công viên Nguyễn Văn Cử, đoạn đối diện Hồ Điều Hòa, thành phố Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy. Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án bắt cóc trẻ em, sáng ngày 22 tháng 8 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội. Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng tinh thần mưu trí của lực lượng cảnh sát điều tra, được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, đến 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời di lý đối tượng bắt cóc cháu Bảo từ Tuyên Quang về Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Em không thấy ai thì thấy em bé đang lang thang, đang chơi một mình. Thế em gọi đi theo, em bé cũng đi theo. Cháu với người yêu thì cũng đã từng có một đứa con bởi vì cháu cũng đã từng mang thai ở đấy đi và cháu đã lỡ, cháu làm mất đứa con đấy. Bây giờ người yêu cháu nó cứ giục bảo là thế đi về trên này xem thế nào hỏi xin cưới. Cháu mục đích bắt đứa bé là để muốn người yêu và bố cả bố mẹ chồng đồng cảm và cũng đồng ý để cho bọn cháu đến với nhau ạ. Ngay sau khi dụ dỗ cháu bé đi theo, Thu đã đưa cháu về phòng trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh và thay quần áo cho cháu. Đến khoảng 7 giờ ngày 22 tháng 8, Thu đèo cháu Gia Bảo bằng xe máy từ phòng trọ về nhà ở xóm 16 xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thì bị phát hiện, bắt giữ. Tiến hành khám xét nhà trọ của Thu, lực lượng công an đã thu giữ bộ quần áo của cháu Gia Bảo. Nghiệp vụ phân công cán bộ chiến sĩ các công an các huyện, thành phố, thị xã và đặc biệt lực lượng cảnh sát hình sự và công an thành phố Bắc Ninh tiến hành rà soát, và trong đó có sự hỗ trợ, chúng tôi cũng rất cảm ơn cái sự hỗ trợ tích cực phối hợp của quần chúng nhân dân cung cấp cho chúng tôi những cái nguồn tin rất quý giá, qua đó để chúng tôi sử dụng cùng các cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang và bằng các biện pháp nghiệp vụ của chúng tôi đã giải cứu thành công cháu bé và an toàn cho cháu và bắt được đối tượng. Với cái môi trường và lực lượng công an, chúng tôi cũng đảm bảo cái sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên rằng là vẫn có những cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất manh động giữa ban ngày ở nơi đông người, trung tâm thành phố thực hiện cái hành vi. Chúng tôi sẽ sớm tập trung điều tra và hoàn tất hồ sơ phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh và xét xử công khai vụ án, với cái chắc chắn rằng pháp luật sẽ dành cho đối tượng cái bản án thích đáng. Đón cháu Gia Bảo trở về bình yên, khỏe mạnh từ tay lực lượng công an, gia đình, người thân cháu vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Khi gặp được con rồi thì chúng ta là mọi thứ là vâng hòa, không biết là tả cái gì nữa. Thực sự là rất là sung sướng và trân trọng cảm ơn các chú và sự vất vả của các anh. Thật sự thì cả một ngày hôm nay thì là em ngồi ở phòng của công an ấy, thì em thấy các anh làm hết sức mình luôn ấy, không ăn không ngủ cả đêm hôm qua cùng với gia đình em để tìm cháu. Có những anh công an em cảm giác cũng rất là mệt mỏi rồi nhưng mà anh vẫn không ngủ và không ăn, trưa hôm nay cũng thông tầm luôn ạ. Thì mẹ cháu cũng rất là lo nhưng mà các anh cũng trấn tĩnh em nhiều ấy, các anh cũng hết lòng với cả gia đình luôn ạ. Em thật sự là cảm ơn, rất là cảm ơn các anh ở Công an tỉnh Bắc Ninh ạ. Việc nhanh chóng giải cứu an toàn cháu bé và bắt giữ đối tượng đã một lần nữa khẳng định niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với Công an Bắc Ninh. Ở đâu có lực lượng công an, ở đó có bình yên và hạnh phúc.